Bắt đầu anh lùa này. Đó 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 đó. Vô chưa anh? Rồi bình tĩnh. Rồi. Tốc hành, nhanh tay liền cái vô. Đó. Đó. Ồ. Rồi. À bắt cái này là cái giống đúng không? À. Bữa nay bắt nhiều không anh? Đây là cái kêu bằng cái dìa đúng không? Cái dìa. Dạ cái dìa. Mấy giờ mình bắt rồi anh? Mấy giờ mình bắt rồi? 5 giờ rồi. Một ký này hình như là cũng 600-700 ngàn gì đó không, đúng không anh? Ồ vậy đó hả? À dạ. Ngày nào mình cũng có hay là theo cái nguồn nước anh? Dạ. Dạ. Anh dở lên coi nhiều không anh? Dở lên nhiều không? Ờ đây nè. Cái này chắc mới 2 kg rồi chứ mấy hả anh hả? À mấy lạng thôi. À. Này là cây giống mà bà con có bán chị. Cái gì con? Rồi bắt đầu anh tìm cái luồng cá con nữa nè. Ồ bữa nào mà kiếm được 5 kg trúng mánh rồi anh hả? Có không? Chỉ là buổi sáng buổi chiều có không anh? Dạ. Đó, đi cột qua sâu nè. Anh làm cái xốp xung quanh cái xỉa đó khỏi chìm. Rồi ai đi chơi, đi đường Tháp Bà đó ghé mua tôm của chị nè. Rồi. Cho chị về xuống. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Anh có đi biển không? Kia đi bây giờ cửa lớn lại cũng yếu rồi. Dạ. Có bụng đồ. Dạ. Yếu chở tà bao đòi. Dạ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại sớm bóng để bà con có bán chị. Từ đây mà mình chèo ra cái miếu cậu đó chắc khoảng 2 phút không anh? Dạ. Anh là người coi miếu này hả? Nói chung đây mãi coi mà như là ở nhờ. À ở nhờ. À, dạ. Tiền người ta là bắt công việc. Dạ. Mình là cô trăm con nó. Dạ. Thắp nhang rồi đó. Thay nước rồi. Dạ. Tiếp dọn dẹp. Dạ. Anh cũng ở sớm bóng này hả anh? Ở đây mà. Dạ. Cù Lao, anh ở Cù Lao nào?
củ leo phun chung. Dạ. Còn nhà cô Năm chùa không? Chùa ở đâu? Ngay chỗ ở đó, dưới đó, đây ở trên này nè. Dạ, anh ở trên này. Một chút nữa là Phương đi cù lao thượng, cù lao chung. Giờ này là 8 giờ rưỡi bà con các bác chị. Hôm nay là ngày 14 tháng 5. Đó, Phương quay qua bên cầu bổng ha. Quay. Rồi bây giờ tới rồi nè. Dạ dạ. Anh tên gì? Ở đây tôi gọi thường gọi là Ba Hàng. Ba Hàng hả? Anh Ba Hàng. Rồi bây giờ Phương vô ha. Ở rồi. Đi ở chỗ này cũng trơn lắm mà con có bán chị. Mình lên miếu đó, mình cũng cẩn thận ha. Đi từ từ thôi. Phương mới bước ra muốn té luôn á, rong á. Sẽ quay sơ cho khán giả xem ha. Bên này cũng có một cái lối lên nè. Bên này thì hẹp hơn. Bây giờ Phương thắp nén nhang. Dạ. Bây giờ Phương sẽ vô lại ha. Ngay chỗ này đó. Cũng dở té mà con có bán chị. Phải đi từ từ thôi. Rồi, bước lên. Rồi. Rồi, ok, lên rồi. Anh có đi biển không? Kia đi bây giờ của nó lại yếu rồi. Dạ. Có bệnh đồ đó. Dạ. Dạ. Có mẹ chỗ đang hai chỗ. Dạ. À, ra ai có thương rồi cho thêm 5.000. Dạ. Thôi. Cái này là anh cũng chiều ra thì anh cũng cũng không có tiền bạc gì với con có bán chị. Ai ủng hộ thì cũng cà phê cà pháo thôi. Bà xã anh cũng là buôn bán ở chợ hay là sao anh? Làm thuê. Dạ. À, kêu lại cái gì làm. Dạ. Là nó cũng về đây lâu rồi, 4-5 năm rồi. Dạ. Có gì mà ở trên.
Anh rảnh anh có mình có thả lờ như kia không? Thả lờ kìa. Kia thả bây giờ hết rồi. Dạ. Giờ kế mắm không còn. Dạ. Sáng nay thì Phương cũng cầm tiền của chị Minh, Việt Kiều Canada, là Phương gửi cho cái anh này. Anh ơi, đây là chị Minh ở Canada, gửi cho anh là 100 nha. Rồi, em cũng cảm ơn chị. Dạ. Thôi em chào anh nha. Rồi, chào anh. Mình này là bánh xèo cô Tám nè. Giờ này là bắt đầu các khách tham quan tháp Bà rồi. Thôi em chào chị Lượm nha. Chào chị Lượm. Mới ra. Giờ bây giờ vô sớm bóng. Bây giờ là Phương không đi đường Tháp Bà ha, Phương đi một cái lối này. Phương quay qua một chút phía bên này, bên Tháp Bà này. Giờ này là vắng khách chút xíu nữa. Chút xíu nữa là khách tham quan, khoảng 9 giờ rưỡi là có khách đông ở bà con các bác chị. Đến đây thấy một cái chú nè, Phương cũng lấy tiếp tiền của chị Minh. Dạ chào chú. Chú ơi, chị Minh Canada gửi cho chú 5 kg gạo nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ thôi đó, có là cảm ơn chị. Dạ. Chú tên gì quên rồi? Đổi. Dạ. Nhà chú trong đây. Đó, dạ. Đây là đường vô sớm Cù Lao Thượng đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Thôi con chào chú nha. Rồi. Bên này có bánh xèo nữa này, nhưng mà giờ này người ta chưa bán. Kiếm ốc luộc, bánh tráng trứng, bà ba. Trong đây là nhà bà ba này, ốc luộc này. Chào, xin chào. Dạ lâu đó rồi. Dạ đúng rồi. Đến phở tiền đỏ sẽ đi chai hổ táo. Ít họ tới hả? À, ở chứ lấy bài gì trong này em. Dạ, đi quay sâm bóng nè, Cù Lao Thượng, rồi Cù Lao Trung, Cù Lao Hạ. Nếu mà vậy thì ở ngoài kia nó có đúng không? Dạ. Thì đường nào em cũng đi rồi. Tháp Bà em cũng đi rồi. Dạ, cái này em cũng đi rồi mà lâu quá rồi, bây giờ em quay lại. Dạ. Nói là biết. Đúng rồi. Em bà có nghĩ ra được trai vậy ta? Vậy đó hả? Chị này buổi sáng là chị này khen Phương đẹp trai. Rất là vui nha. Trời 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 đang nắng nhưng mà mệt mà chị tới chị khen đẹp trai là thấy khỏe liền. Đúng rồi, khỏe rồi. Rồi dạo này bán được không? Bán cũng có bữa à. Dạ. Bữa nay nói chung bán không bằng cái mấy chỗ kia. Ừ, tự đi trong trong cái hẻm mà trong xóm thôi. Rồi mình bán ở đây mình đâu bán ở ngoài kia. Ngoài kia người ta biết nhiều hơn ha. Bữa trước là mình tới đây là như có hai chỗ bán đúng không? Chắc chưa, không có. Bữa trước anh Táo có một mình em bán. Có hả? Lâu quá quên, Tánh Phương cũng hay quên lắm bà con có bán. Dạ. Rồi bữa nay là bán phở. Rồi mình đổi món liên tục hả? Dạ, ngày nào cũng đổi món. Ngày nào cũng đổi món hết. Dạ, quay cho khán giả xem á. Cái khán giả mình coi mình hay mở ra bia mình thấy đó. Rồi. Quay dưới xuống xíu. Dạ, thấy chưa? Quay cái bè đó ăn xôi. Quay cái bè ăn xôi nè. Bè ăn xôi. Đây là bè ăn xôi.
xoài với rải phở bắt tôi quay. Thôi em chào mấy chị nha. Chúc chị ngày mới thật vui vẻ nha. Lạc quan nha. Rồi bữa nay là em khỏe rồi. Chị khen em càng khỏe hơn nữa này. Chị tên gì? Chị tên gì? Chị này nè. Tên Hoa. Rồi chị? Xuyến. Rồi chị Xuyến. Chị Nở. Dạ. Biết rồi. Rồi biết rồi. Quay chị không? Dạ đó cho quay hết đi cháu. Em chào chị. Dạ. Chị Hảo, dạ. Chị đây. Đây nhà chị đây. Ở nhà chị nè. 749/27 đường 2 tháng 4 ha. Ai ăn phở vô 429. Rồi. Tiền 27. Rồi. Ai ăn phở. Thôi sẵn đây thì đọc luôn đi. Tiền góp này cho chị Hảo. Vậy là mình một tháng là mình bán liên tục rồi mình cũng nghỉ ngày rằm không? Ngày rằm bán chay luôn. Ngày rằm em bán chay. Rồi bán liên tục ha, chị có ngày rằm là bán chay còn chủ nhật. Không có chủ nhật. À coi như ngày nào cũng bán hết. Ngày nào cũng bán. Dạ. Nhật cũng bán luôn. Dạ. Thôi em chào cả nhà. Chào. Dạ. À cái đi xuống đây mà đi đây kia. Dạ, chỗ nào đông vui là đi à. Dạ, chỗ nào đông vui là đi. Dạ. Chỗ nào đông vui đi. Dạ. Dạ. À, ngay chỗ đây hả? À chào chị. Ủa? Bữa nay là mình Dạ, chào chị. Bữa nay là mình đám giỗ hả? Dạ. Dạ. Còn mấy em bữa em tới đây đông mà, đi đâu hết rồi? À đi chơi hết rồi. Dạ. Thôi em chào chị nha, chị làm nha. Quẹo qua bên đây ha chị ha. Chào chị. Dạ. Cái chỗ nào hôm Phương vô ta cái chỗ. Trên này quên rồi. Phải cái lỗ này đâu, không phải lỗ này rồi. Bây giờ Phương ra đường Lạc Thiện rồi nè. Bên này là em bán ốc. Bữa nay là em bán ốc không? Bữa nay không bán hả? Ốc bữa nay nghỉ rồi. À nghỉ rồi. Rồi bữa nay là bán cá đỡ không? Dạ con bán cá. À ế quá. Hôm gặp con ở bên đây dưới một phần ở dưới bên 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 ngay chỗ bánh đúng rồi à à gặp bên cái gì ta bên rồi bữa nay là sáng giờ bán được mấy con cá thu rồi nè sáng giờ con bán được 7 con rồi ô 7 con rồi ha rồi ba con ở con bán ở đây rồi chút nữa con di chuyển nữa hả à à con ơi cái này là cái câu hay gì con à đây là cá thu lưới đăng còn bán tôm nữa nè hôm có khán giả hỏi Phương là cá thu lưới đăng thôi bây giờ như thế này chú còn đi nữa thôi bây giờ con chú thì cũng bất ngờ gặp con thôi ha bây giờ con đọc số điện thoại của con để mọi người mà thấy con bán hải sản cá thu rồi nè rồi mua con ha con hiện tại giờ là con bán cá rồi bán gì nữa nè con bán cá con bán đủ loại trên bến mành cá tươi sáng vô đủ rồi. Cá hết cá mực cá bò đồ mực đồ con có đủ hết rồi con à. Bên trăm bán cá rồi điện thoại là 0706190390 rồi à. Con đó thì con ở sớm nào dạ con ở đây tới nói con bé bán cá bé trăm á bé trăm bán cá ở ngay cái đường tư đây cá tư đây là người ta biết chỉ rồi à. Vậy nha con dạ. Thôi, à, thôi chào con nha rồi chị bán cái gì đây à, chị bán ké chị bán hết rồi thôi chúc mừng chị nha rồi nè chào bán này bây giờ Phương sẽ đi vô cái hẻm này hôm Phương quay cái hẻm này cái chỗ mà bán hàng ăn đó nó có một cái hoàn cảnh có nuôi cháu nhỏ còn đi học giờ Phương vô Phương ồ cái chỗ nào đó ta quên rồi dạ ủa phải lối này không ta chào chị em đến cái cô gì mà ngay chỗ bán
bán hàng ăn đó, nó có cái hoàn cảnh khổ mà lượm dây chai rồi đó. Cô tao nhiều quên rồi. Dạ. Hay. Dạ. Thôi chị dẫn em đi nha. Cỡ thì chị dẫn em đường đi quay cho bà con khán giả nhớ đến chị chứ. Chị kêu bằng cù lao gì? Đây coi. Cù lao gì mà thấy cù lao gì mà cù lao gì? Nó cho mình đó là cù lao gì? Cù lao thượng đúng không? Sơn Phước hả? Sơn Phước chứ. Đây là Sơn Phước. Dạ Sơn Phước. À, đúng rồi, ngay chỗ đây rồi. Không biết cô có nhà không đó. Đây, nhà đây. Đây. Rồi, đây rồi. Ở đây nè. Tới chị này, ủa cái chủ quán đâu rồi? Bữa nay là chị bán vụ gì nữa? Dạ chào chị. Mì quảng, mì quảng. À. Rồi. Nha. Có cái nhẹ. À có không? Có. Có nhẹ. Tới đây. Tới đây, tới đây. Dạ chào cô. Rồi chào. Dạ. Dạ con chào bà. À. Đây nè em. Em có một lần Phương đến mà à, đóng cửa. À. Con chào cô. Rồi bữa nay có ly lượm dây chai không? Bữa nay bên chân nước còn dạ. Bữa nay chân nước có ở nhà. Dạ. Chị về lại nè. Cô tên gì cô? Phạm Thị Hoa. Phạm Thị Hoa. Dạ, đi lên nha. Rồi nghe nói là cô ở dưới nuôi hai chú nhỏ đúng không? Ừ. Rồi hai đứa nhỏ rồi gì còn đi học không cô? Rồi bữa nay là hai cháu đi học hết rồi đó cô. Dạ. À, cô đi lượm dây chai đó là cô một mình cô thu nhập mình cô thôi hả? Hai nhỏ chứ. Thì ủa hai đứa nhỏ cũng đi lượm luôn hả? Không có, hai nhỏ học đi học. À đi học, cô lượm dây chai về bán rồi lo cho hai cháu đi học rồi ăn uống rồi hả? Dạ. Đây nhà cô nè. Nhà cô có chút xíu mà ngay chỗ này ở trong đây là nó bóp lại hay cô ha? Dạ, trong này nó bóp lại nè. Đây thì rộng. Ăn phòng nữa, thấy không? Dạ. Đồ phòng đáng cơm á hả? Đáng cơm. Đã Phương mua 10 ký gạo gửi cho cô. Chị ơi, gạo gì ngon ngon đó. Dạ gạo lọt Phương. À, đúng rồi. Nhiêu tiền chị? 100. Đã Phương gửi Phương trích tiền của chị Minh Canada mua 10 ký gạo. Báo gạo bao nhiêu vậy chị? Gạo thì 180. Dạ. Còn lại 20. Dạ. Bây giờ lấy trứng luôn cho chị đó luôn. Dạ, thôi chị lấy trứng luôn á. Chứ chị không bán sữa hả? Dạ, có sữa nhưng mà sữa để dưới nhà dưới. À, không có sữa hộp hả? Có sữa hộp không? Sữa hộp Vinamilk tươi đó hả? À. Dạ không. Không hả? À, vậy thôi. Tưởng nào Phương còn thì Phương không gửi. Rồi chị ha. Bà ơi. Đây là chị Minh ở Canada gửi cho bà nha. Dạ, 10 ký gạo. Cô ít lòng nhiều nha bà. Rồi rồi. Dạ. 10 ký gạo. Cô nhắc lại cô tên gì à? Phạm Thị Hoa. Dạ. Tổ mấy cô? Tổ 1, tổ 2. Dạ. Hai dạ. Thôi con chào cô nha. Bây giờ Phương sẽ đi ra lại. Ô ô ô ô chán chứ chán. Coi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nha. Nhiều khi Phương gửi quà đó, Phương nói tên nhiều khán giả ở sớm nhớ. Chứ không phải là dạ bữa nay có duyên gặp rồi đó. Đúng rồi, bữa trước em tới là bà đi rồi. Em có gì kêu gọi Mạnh Hồng Quân rồi để ủng hộ cho chị. Dạ. Ở trong ở đây có mình chị hoàn cảnh khó khăn nhất ở xóm này á. Dạ. Có mình chị thôi. Dạ. Em có gì kêu gọi ủng hộ cho chị. Dạ. Thôi em chào chị nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ.
Phương đi lối này. Phương nhiều khi Phương hỏi tên đó cho nhiều bà con sớm giềng đi xe nhớ đến cái cô đó là con cô bác chị. Cái Phương không có nói là nhiều khi cho quà cái là hỏi nhiều. Chỗ này là quán cà phê, bây giờ cũng dẹp rồi. Bây giờ Phương sẽ ra lối này. Rồi, xin chào chị. Rồi, xin chào. Chào chị bán chè. Dạ, đi lung tung hết chứ. Đi lung tung á. À, bên đây là chị bán chè nè. Rồi, em chào chị bán chè. Dạ, giờ này bán đỡ không? Nó cũng vậy à. Dạ. Bán cho em một ly đậu nành đi. Được cái bán lắm em ơi. Dạ. Bên đây là chị bán cá cũng còn nhiều nè, chào chị bán nha. Chào chị. Rồi cho em ly đồ nành, bỏ ít đế cho em nha. Rồi cảm ơn em. Dạ. Hôm nay quay lại phải không em? Dạ đúng rồi. Quay lại xuống bóng. Dạ. Cho bé nhiêu vậy? Uống thôi đi bà. Chiều lại chiều tối lại cũng vắng lắm em ơi. Dạ. Của anh em à, vắng lắm. Bắt đầu từ 11 giờ thì còn ngay đây. 1-2 giờ bắt đầu là vắng không biết, dạ. Chiều 5 giờ ít đế thôi, ít thôi, ít thôi. Tối lại vắng, dạ. Lắm. Hồi xưa cái đường của mình là đường làm ăn, ở đây là cái đường lên hết đường. Dạ. Mà hiểm cuộc rồi. Chị ở trong Sơn Phước này hả? Ờ, chị ở Sơn Phước. Dạ. Con đường này hồi xưa làm ăn ngon lắm em, bây giờ con đường này là con đường làm ăn rồi. Dạ. Nhiêu tiền chị? Chị 7 ngàn. Chị cho em uống luôn á, chị đừng có cọc nữa, em có một tay à. Em quay phim đó, còn tay em quay phim, đỡ cho em uống một cái đi. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ, dạ, rồi em chào chị nha. Rồi, chị cũng chào em. Em chúc may mắn nha. Dạ, em cũng chúc chị thật nhiều sức khỏe nè. Rồi, cảm ơn em. Dạ, thôi được rồi. Em tay em cầm á. Không, cầm tới luôn cái bịch. Dạ, dạ, rồi được rồi. Dạ. Bên đây Phương thấy một cái anh vé số. Chào chị. Chào anh. Dạ, bán được không? Bán ư? Dạ. Dạ, em cũng đi lung tung. Bên này thấy anh vé số. Anh ơi, bữa nay bán được không? Dạ, bán đó, anh đó. À. Hồi sáng giờ bán được bao nhiêu rồi? Dạ. Được 100 tờ chưa? Dạ chưa. À, chưa được 100 tờ hả? Dạ. Lại với cháu 1 triệu cà phê. Thôi được rồi, đỡ anh đi bán. Ở cho anh làm 5 ký gạo nha. Dạ, dạ. Anh ở đường nào? Dạ, đường 2 tháng 4. Đường 2 tháng 4. À, thôi anh bán nha, chúc dạ. Anh may mắn nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi anh đạp sao đâu? Sao đạp? Cứ gì hoài hả? Anh đạp thử coi. Ủa bên kia cô dầu đâu rồi? Dầu kia. Dạ, cái dầu cũng vẫn còn ha. Dạ. Giờ này là chị còn có nhiều nữa chứ. Ừ. Dạ. Tôm nữa nè. Thôi cố gắng lên nha. Dạ. Nha, chị tên gì quên rồi? Thu. Chị Thu xinh đẹp nha. Dạ, chào cô dầu. À, chào chú. Dạ, đi đâu vậy cô dầu? Mua đồ về nấu canh ăn. Dạ. Cô cũng còn nhiều nè. Còn dạ. Thôi cô dầu bán, cô dầu. Dạ, có dầu bán nha. Rồi con Năm mà, con Năm chùa đó. Bây giờ con hỏi tưởng là ông mới xem biết. Biết rồi. Bữa nay con quay lại nhà cô Năm nè. Rồi bữa nay bán được không? Dạ, bán ra rai à. À, bán ra rai. Ra là bây giờ cũng hết rồi. Pha với cũ được rồi. À, pha với cũ được rồi. Nó cũng đủ ăn rồi. Thôi em chào chị Thu xinh đẹp nha. Rồi.
chúc chị luôn may mắn nha. Cảm ơn anh. Rồi ai đi cho đi đường Tháp Bà đó ghé mua tôm của chị nè. Rồi. Cho chị về sớm. Đúng không? Đúng không? Rồi. Bên này thì dạ, rồi em chào anh luôn. Dạ, chúc anh may mắn luôn ha. Bên này cũng còn nè, đang làm cái cơm. À, còn cái cơm. Thôi cố gắng lên. À, bữa gặp anh trên bến đó hả? Đây là chị này còn ké nữa nè. Anh này nhận ra Phương, hôm Phương quay lên cái bến ngồi đến đó. Đi đâu hôm nay vậy? Bên này là chị bán dừa. Chào chị bán dừa, bữa nay cũng ít rồi nè. Bên này là xin tố. Em xin tố nè. Bên này là bánh căng. Giờ này vắng rồi. Nè, bán chè rất là nhiều chè luôn. Chị này bán bánh xèo cũng lâu lắm rồi nè. Rồi em chào anh, mọi ngày như mọi ngày ha. Rồi cháu đâu đứng chính hay là anh đứng chính luôn? Hay là chính luôn? Dạ. Rồi bán là chính luôn á. Rồi bán chính luôn á, ông chủ chính luôn á. Ở bên Mỹ người ta nói tầm quay góc tóc một bên đá thì quay bên đá thêm gì trời ơi, dạ. Nói quá trời luôn. Nói gì anh? Nói gì? Nó gặp anh nó hơi vui hả? Bây giờ quay là thấy bên đá luôn á. Dạ, thấy anh vui chứ. Thấy anh có vui nè, mọi ngày như mọi ngày. Cái chỗ mình bán đó là mình đến sớm là vui lắm thôi anh ha. Cái dạ, giờ đi làm hết rồi. Bây giờ là 9:20 rồi. Giờ chắc là anh chuẩn bị dọn ha. Dạ, chuẩn bị anh dọn rồi. Quay xong thì quay bên đá phải không? Dạ, lên toàn thế giới luôn chứ. À, dạ. Mọi người sẽ biết anh nè. Giờ anh nhắc lại anh tên gì? Có nhiều khán giả mà vô sâu đó thì nhớ đến anh. Không, tôi thấy mặt anh biết là. À, là biết là bóng là biết, ở bóng là biết anh ha. Bóng là biết. Dạ. Bây giờ là anh mở cà phê trong sớm, buổi sáng thôi, buổi chiều là mình nghỉ rồi đó. Do này nắng đúng không anh? Chỉ buổi sáng thôi. Rồi mấy giờ anh đã dọn ra đây rồi? À, có 5 giờ sáng dọn ra. 5 giờ sáng rồi. Dạ, có cả 10 giờ dọn vô à? Dạ, 10 giờ, giờ gần 10 giờ rồi, giờ cũng bắn rồi. Dạ, thôi em chào anh nha. Chúc anh mọi ngày như mọi ngày nha. Những con hẻm ở đây đó Phương đi hết rồi, bà con cô bác chị mong rằng những cái video Phương đăng đó khán giả cũng thông cảm, nó nhiều khi sau cứ quay hoài. Thì hôm nay Phương cũng đến nhà cô Năm. Chào chị Tý, xong rồi hả? Rồi chào anh, bữa nhắc đến anh nè. Quay nhắc đến anh nè. Dạ, chị Tý. Rồi mừng ha, bữa nay cười rồi ha. Rồi bữa nay là có người dọn quán cho chị rồi nè. Dạ. Dạ, cũng khỏe rồi. Lợi thấy chưa? Ủa mà sao anh về vậy? Hay là thấy video đó là dạ? Bữa đi đâu vậy? Ồ, xuống dữ vậy? Dạ. Đỡ chỉ phụ chị chứ đi du lịch làm chi. Dạ, thôi em chào anh nha. Em chào chị Tý nha. Năm xuống sớm vậy. Bữa nay em đi muộn. Rồi chị Hồng đâu rồi? Giờ này vẫn còn ha.
Ủa cô đâu? À cô đi chợ rồi. Chào em Chi. Rồi em Chi chủ quán mì Quảng nè, xinh đẹp nè. Xinh đẹp của ông đẹp mai ông ấy. À coi như anh Tèo rồi, đỡ hỏi anh Tèo nha. Nó điện thoại anh Tèo. Anh Tèo anh đổ gì đó. Anh Tèo anh đổ anh Bảy. À đúng rồi. Đúng rồi, rồi sẵn đây rồi, đúng rồi. À, chị này là con cô Năm. À, chị ơi, hôm nay này em tới nhà chị nữa đó. Rồi có chồng của cái em mà mới mất không? Có ở nhà không? Có, mới về. Mới về hả? Dạ. Bây giờ em vô, em đã tên gì quên rồi. Cái em chồng của em mất đó. Hiếu. À, Hiếu. Rồi bữa nay là chị bán được không? Cũng được nhưng mà nó chậm. Hơi chậm hả? Thôi bây giờ như thế này. Chị ơi. Bây giờ em chị còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Chị còn như đây à. Còn như đây hả? Bao nhiêu tiền? Cũng có 1 2 bê à. 1 2 bê là sao? 30.000. 30.000. Thôi bây giờ như thế này. Hết là 30.000 ha. Đây chị Mỹ ở Canada em mua hết cho chị luôn 100.000 nha. Đây nè. Rồi chị mời giùm em nha. Dạ. Quay đây, đây đây có ông chè nè, 80 tuổi rồi, đẹp trai cho bà ngoại của em ấy. Đây bà ngoại của em á. À. Quay đây bên bổ, bé đi phụ hàng bún của em á. À. Đây bà ngoại của em á hả? Bên nợ. À bên nợ. Nợ thứ. Hôm nay đi rửa chén. À đi rửa chén hả? À, rửa chén. Dạ, rửa chén thì làm mỗi buổi sáng là bao nhiêu tiền? 100.000. 100.000. Không, đi rồi. Không, hết rồi. Hết rồi. Ông đã mua từ thiện hết rồi. Ăn lấy thảo mà, cũng đâu có nhiều gì đâu. Để cho chị sớm, chị về sớm, còn chút xíu thôi. Cảm ơn nha. Rồi, ok em. Không chị ơi, nghĩa là ai cần thì chị đưa giùm em thôi nha. Thôi đi về em đi nha, em vô nhà chị nha. Dạ. Thôi chào em Chi nha. Rồi anh nói rồi mà, anh em giờ nhắc lại nha. Đây là em Chi. Rồi em Chi bán mì Quảng ở đây. Rồi anh Tèo hay là anh Đỗ gì đó. Có coi. Có gì là à, chị ơi. À, lỡ mà anh Tèo anh Đỗ gì đó bình luận rồi trả lời giùm anh nha. Coi như là làm bạn là à, làm bạn là tới đây ăn là em bao khỏi lấy tiền rồi nha. Dạ em cũng là xong rồi. Rồi chờ chị Hồng. Đi đâu về vậy? Dạ. Tới thăm chị mà nãy không thấy chị. Dạ, thôi đợi khi khác nha chị Hồng. Chào. Chào Lê Phương Nam ơi. Rồi bữa nay đi biển có không? Dạ có, làm đá mà. Hả? Làm đá. À làm đá. Dạ. Cà phê ở đâu? Dạ cô á. Chào cô. Dạ con. Em Hiếu đâu cô? Đó nó về đi, nó sửa về chắc em gọi người dỗ nó. Chào em. Dạ chào anh. À.
Rồi bữa nay đi làm lại bình thường chưa? Chưa. À. Em tên gì? Dạ em tên Hiếu. À Hiếu. Dạ em Trần Thị Nghe. Cái này là tiền của chị Hương gửi cho em 1 triệu. Nghe nói là trong video buổi trước đó là nói là tiền mai táng còn thiếu. Dạ. Thiếu người ta đó. Dạ. Ừ. Rồi em có nói gì không? Dạ em cũng xin cảm ơn là chị Hương rất nhiều. Ừ. Còn hồi bữa là chị Mai cho em 200 đô nhưng mà không có nhà. Em cũng xin mặt cũng cảm ơn chị Mai rất nhiều. Ừ. Dạ. Thôi anh chào em nha, cố gắng lên nha. Dạ. À, bà con ra sắm giường rồi nhớ chứ. Quay theo tờ cho đứng gần cái chiếu, tôi quay tôi quốc cho con cái chiếu này. Cái chiếu này kia hả? Ừ. Ông quay lên sao em gái tôi thấy luôn. À, thấy luôn hả? Để thấy nó mừng chứ, thấy ông anh mình vui buổi sáng rồi ra. Mà kêu nó vui. Rồi bữa nay đi biển có không anh? Hả? Đi biển có không? Mùa này cũng có ít anh à. Dạ, cũng có ít thôi ha. Vô. Dạ. Vô để cậu bán. Dạ. Thôi con chào cô Năm nha. Dạ. Quay cà phê chưa? Bữa đứa em anh ở bên nước ngoài á hả? Đúng rồi. Dạ, gặp anh đang ấy cái chiếu chị cái máy chia trên cái cây. Dạ. Anh nói mà chi cái máy cho nó mát mát mà. Dạ. Anh quay vô trước rồi anh đang trên kênh Nha Trang Biển Xanh. Thôi em đi nha. Rồi qua anh. Dạ. Con chào chú. À. Nhà chú đây ha. À nhà bên đây. Còn một mình không? Dạ. Kỳ dạ. Quan lòng á. Dạ đúng rồi. Rồi cái em bánh cái cháu bán bánh căn là sao rồi? À. Bữa nay có bán bánh căn không? Không, bữa nay nó nghỉ. Ủa bé bữa nghỉ mà. Ủa sao bán liên tục? Ừ, lèm không nổ. Dạ. Hành rồi lặt nó lâu. Thì phải ráng cho. Bén. Mai bé. Dạ. Cách ngày bán ngày. Con. À. Thôi con chào chú nha. Cái này là kêu bằng cụ Lao Chung đúng không anh? Bây giờ đổ lại là cụ Lao Hẹ. Cụ Lao Hẹ. Nó xét nhập hai chỗ á. Dạ. Giờ là cụ Lao Hẹ. Bình Thọ. Dạ. Bên này có anh bắt đánh lưới cá này. Có không anh trai? Anh Thái á, anh Thái. Anh Thái. Có không? Bữa nay cá có không? Thái. À bữa nay không ha. Vui chứ. Dạ. Rồi chào em trai nha. Nãy giờ Phương quay cũng rất là lâu và con có bác chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.